Ok, hello các bạn nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video hướng dẫn làm VTuber của mình nha. Vâng, đúng như cái tiêu đề luôn. Thời gian đầu làm VTuber của mình, chắc chắn là mình sẽ tệ hơn 10 trên 10 các bạn VTuber khác. Lúc đó mình còn chưa có PC, mình đã stream mà con máy iPad và rồi vỡ lẽ rằng là Discord Reactive Image nó không có hỗ trợ iOS. Tiếng Anh của mình lúc đó tệ đến nỗi khi mà mình đọc là No Pun Today, YouTube Auto Transcription nó đã tưởng mình nói rằng là No Today. Tại hơn là thời gian đó mình đã dương tính với Covid-19 nên giọng mình lúc đó nghe nó rất là tệ. Lâu lâu mình còn khuyên mãi cho viewer vài pha jump scare về tiếng ho và hắt xì của mình nữa. Nhưng rồi bây giờ mình vẫn trở thành một VTuber, thậm chí mình còn phát triển hơn và còn bay xa hơn nữa. Vậy nên mình muốn nói với các bạn là ai cũng có cho mình một khởi đầu cả. Có người thì cũng cực suôn sẻ mà cũng có người thì không. Quan trọng nhất đó chính là mình không được bỏ cuộc. Cho dù mình có trở thành một VTuber hay là không, mình chúc bạn có thể tìm được ước mơ của mình trong tương lai không xa và theo đuổi nó đến cùng nhé.